Người đời có câu nói sướng như vua. Thử hỏi người làm vua có sướng hay không? Kẻ làm hoàng đế trong thiên hạ thì chỉ có một. Kẻ này địa vị tôn quý, nắm trong tay quyền sinh quyền sát cả thiên hạ. Người làm hoàng đế được người người tín ngưỡng. Trên thế gian, phàm là bất cứ vật gì tồn tại thì đều thuộc quyền sở hữu của hoàng đế, hễ muốn là có. Vua thì như vậy, còn họ hàng của vua thì sao? Những người này dù không được phong cho một chức vương, chức tướng, thì ít nhất vẫn có thể để cho hậu nhân được hưởng lộc vua mấy đời. Phải nói là ăn sung mặc sướng không cần lo nghĩ. Hàng tháng đều đặn được hoàng gia cấp tiền cho. Muốn ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi. Cho nên đám hậu nhân bọn họ, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái. Cả ngày trừ việc cưỡi ngựa bắn tên, không phải động chân động tay làm gì cả, cũng chẳng cần bận tâm đến thứ gì hết. Vương triều họ Lý ở Đại Việt tồn tại hơn 200 năm. Suốt hơn 200 năm ấy, mỗi ngày con cháu của họ Lý sống rất tiêu diêu tự tại. Từ buổi đầu lập quốc, vùng đất thuộc tỉnh Quảng Ninh bây giờ đã được hoàng đế khai quốc là Lý Công Uẩn ban cho một người em họ làm đất phong. Cháu chắt của vị vương gia ấy cứ thế ung dung mà sống, đến đầu triều Trần thì dần lụi bại. Tại sao? Tại thay đổi triều đại, hoàng đế bây giờ đã là họ Trần mà không phải họ Lý. Đám con cháu hoàng tộc năm xưa đều sống nhờ vào lúa gạo lụa là của hoàng gia ban cho. Giờ thì mất đi chỗ dựa. Ngày trước ăn bao nhiêu bổng lộc của triều đình, tiêu xài hoang phí chẳng chịu tích cóp. Đến đời này đã sớm chẳng còn cái gì nữa. Vị vương gia năm xưa lưu lại đến đời này chỉ duy nhất có một hậu nhân, hắn gọi là Lý Mặc. Các bạn thử suy nghĩ một chút mà xem. Hắn từ nhỏ sống trong áo gấm nhung lụa, ăn sung mặc sướng, cả ngày chỉ uống rượu rồi lại đi chơi gái, cũng gọi là biết hưởng phúc, nào có biết đến cái gọi là gian khổ cơ chứ. Chẳng chịu kiếm lấy một nghề mà sinh sống. Tổ tiên trước kia một thân bản lĩnh anh hùng, thiện chiến dũng mãnh, cưỡi ngựa bắn cung tài giỏi. Thế nhưng hắn cũng không thừa kế được một chút nào cái phẩm chất ấy, ngay cả bắn con thỏ còn chẳng biết. Cha mẹ thì tuổi đã cao, lần lượt nối gót nhau mà qua đời. Lý Mặc chỉ còn cách bán đồ trong nhà mà lấy tiền mua thức ăn. Lúc đấy còn đỡ, về sau dần dà đồ đạc trong nhà cũng hết, chẳng còn thứ gì đáng tiền để bán. Hắn một thân một mình, trên đầu không một mảnh ngói che thân, dưới đất không còn một tấc đất cắm rùi, bằng hữu thân thích trước giờ cũng không thèm quả lại. Nghèo thì vẫn phải ăn cơm thì mới sống được qua ngày. Phải làm gì đây? Hắn không còn cách nào khác, đành dựa vào bộ bẫy kẹp mà kiếm miếng ăn nuôi sống bản thân. Lý Mặc lúc này rơi vào tuyệt lộ, đành dùng bộ bẫy kẹp để săn thú kiếm chút tiền mà mua cái ăn sống tạm qua ngày. Làm nghề thợ săn nếu thực sự có bản lĩnh lớn, lại cộng thêm vận khí tốt, không chỉ đủ sống mà còn có khả năng phát tài nữa kia. Nhưng săn thú thì nào phải chuyện chơi. Đây cũng là một môn thủ nghệ, kiến thức học vấn chứa đựng bên trong cũng chẳng phải ít. Quan trọng nhất chính là kiếm tìm tung tích dấu vết, từ đó phân biệt được loại thú gì, hành tung ra sao. Ngoài ra còn phải quan sát vết cỏ, lần theo động tĩnh. Ở đâu hạ kẹp, nơi nào đặt bẫy, lúc nào thì hạ, khí trời như nào thì đặt. Tất cả đều phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Hơn nữa còn phải ăn xương uống nắng, hết sức khổ cực. Vấn đề là Lý Mặc vốn đã ham ăn lại thêm biếng làm. Phàm kẻ lông bông, cầu bất cầu bơ thì nào nguyện ý chui rừng sâu vào núi thẳm cơ chứ. Quá nhiều khổ cực, quá nhiều mệt mỏi. Cuối cùng thì Lý Mặc trở nên nghèo rớt mồng tơi, đến cái quần cũng sắp không có mà mặc. Cho đến một ngày nọ, Lý Mặc lại lâm vào cảnh trong nhà chẳng còn gì ăn. Gạo trong chum cũng không có lấy một hột. Đến chuột cũng chê nghèo quá, đếch thèm mò đến cho nhọc công. Đành vác mặt sang hàng xóm vay nhờ chút lương thực, nói sau sẽ trả. Ai trong thôn mà chẳng biết rõ cái tính du thủ du thực, ăn không ngồi rồi của hắn, có cho mượn cũng không trả nổi. Có một câu nói rất hay, đó là cứu cấp chứ không cứu nghèo. Cho vay cũng phải xem đó là hạng người như thế nào. Rốt cuộc, hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy bế tắc. Đành xách theo cái bẫy kẹp kia lên núi. Phải nói là hắn quá xui xẻo, liên tiếp mấy ngày trời chẳng bắt được gì. Đến một con thú cũng chưa thấy qua, cứ như chúng đang cố tình rủ nhau tránh mặt hắn vậy. Hắn trên người lại không mang theo lương khô. Thực ra không phải là chủ quan không muốn mang, mà là trong nhà có còn cái gì nữa đâu. Lấy gì làm lương khô để mang đi chứ. Đến lúc đói quá đành bắt tôm cả đất ăn tạm. Cái thứ đồ chơi này thì liệu có mấy phần thịt. Bụng hắn đói cồn cào, hai mắt long song sọc vằn vện tơ máu, hai chân run lập bập, luôn miệng than thở rên rỉ, tự trách mình mạng khổ. Hắn đi mãi, vừa hay đến một thung lũng. Bên trong thung lũng này, Lý Mặc chợt phát hiện ra một lều ngô nhỏ. Cái gì gọi là lều ngô?
chính là một loại chỗ ở đơn sơ tạm thời mà đám thợ săn thường dùng mỗi khi đi săn. Lều ngô như thế nào? Chặt lấy mấy cành cây, vót bỏ cành thừa rồi dựng lên một cái khung hình tam giác. Dùng cỏ khô với vài mảnh vải rách đem phủ lên hai bên cạnh lều, liền thành một chỗ có thể rúc ra rúc vào, cũng gọi là có chút tác dụng che nắng che mưa. Dĩ nhiên gặp hôm nào trời trở mưa hơi to một tí, nắng hơi to một chút thì thôi xác định đỡ không nổi. Nhưng mà dù sao thì có còn hơn không, bởi vì hình dáng giống như cái bánh ngô, cho nên mọi người liền thuận mồm gọi là lều ngô. Giữa rừng sâu núi thẳm này, tự nhiên bắt gặp một hay hai cái lều ngô cũng chẳng phải điều gì kỳ quái, cũng chẳng phải là sở hữu của riêng ai. Toàn là do những tay thợ săn thường xuyên phải lên núi đặt bẫy bắt thú, nên tiện tay dựng lên cái lều để có chỗ nghỉ chân. Đến lúc rời đi thì vẫn để nguyên đấy chứ không dỡ bỏ, bởi vì bên trong đồ đạc cái gì cũng không có, thành ra cũng chẳng cần phải nhọc công phí sức phá đi làm gì. Cứ để đấy coi như tạo phúc cho những người đi rừng nhỡ buổi. Một khi trời tối, nghỉ chân tạm trong lều ngô, không dám nói là thoải mái hay không, chỉ biết so với nửa đêm, nằm ngoài trời để cho chó sói tha đi thì còn tốt hơn nhiều lần. Lý Mặc nhìn thấy trong thung lũng có một cái lều ngô, liền nghĩ trong đầu, hay là mình cứ vào đấy dừng chân nghỉ ngơi tạm một chút vậy, nằm một chút cho nó lại sức, tí còn đi tiếp. Vừa nghĩ xong thì Lý Mặc định nhấc chân bước vào trong lều. Bất ngờ từ bên trong có một người đi ra, vừa vặn hai người đối mặt với nhau, khiến cho Lý Mặc bị dọa hết cả hồn. Hắn nào có nghĩ tới trong lều này lại có người ở từ trước rồi. Nên khi bình tĩnh nhìn lại, hắn mới thấy rõ người này thì ra là một lão thái thái. Trên người mặc một chiếc áo choàng đỏ sẫm, màu sắc đặc biệt gai mắt, vóc dáng nhỏ bé không cao. Nhưng xem ra thì chắc tuổi tác cũng không hề nhỏ, vì da thịt tứ chi đều nhăn nhúm, co rúm, chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt của lão thái thái này thì quá là dọa người. Ba phần không giống người, bảy phần tựa như quỷ. Da trên mặt sệ xuống, xô lại với nhau. Khắp mặt loang lổ, những vết ban bớt do bị nấm ra, nhưng đôi mắt lại lóe lên tinh quang rất sáng. Đối với người bình thường mà nói, một khi tuổi cao sức yếu, nhãn cầu sẽ trở nên mờ đục thiếu sức sống. Nhưng lão thái thái này, hai mắt lại tựa như phóng ra một luồng quang mang rực rỡ, khiến cho người ta nhìn vào, không khỏi giật mình mà kinh hãi. Tóc trên đầu nói hoa không hoa, nói trắng cũng không trắng, cũng đã sớm rụng mất không ít. Chỉ thấy bà ta đem chỗ tóc còn lại túm chung một chỗ, dùng lược quấn lại thành búi. Bên trên còn cắm thêm một bông hoa đã khô quắt queo từ bao giờ, trông rất xấu xí khó coi. Lão thái thái trong tay chống một cây gậy đen nhẻm bằng gỗ mun, đi lò dò từng bước một, đang từ trong lều đi ra ngoài. Lý Mặc nghĩ thầm trong đầu, lão thái thái này là ai vậy nhỉ? Nhìn cách ăn mặc này trông không giống như một lão thái thái thực sự. Bà ta sao lại một mình ở trong rừng sâu núi thẳm này cơ chứ? Hơn nữa trang phục mà lão thái thái kia mặc trên người cũng quá là kỳ dị. Lối ăn mặc này tựa tựa như một sư bà vậy. Ở thời kỳ ấy mà nói, có một loại phụ nữ trong xã hội thường được gọi là tam cô lục bà. Đàn bà con gái lúc bấy giờ rất chú trọng việc giành tiết, nên không hề bước ra khỏi đại môn nửa bước, ngách nhỏ cũng không đi. Một khi cô nương chưa xuất giá, liền không thể tùy tiện mà xuất đầu lộ diện để người khác thấy mặt. Gả cho người, quan trọng nhất là lúc giúp chồng dạy con, tam tổng tứ đức, cơ hồ sẽ không mấy khi ra khỏi cửa làm việc. Còn tam cô lục bà này không phải để chỉ những người phụ nữ như vậy, mà là để gọi những người đàn bà chuyên làm mấy loại nghề nghiệp đặc thù. Tam cô trong đó có quẻ cô, ni cô đồng. Ở đây chỉ có mỗi quẻ cô thì nghe hơi lạ tai một chút. Nói trắng ra thì là mấy người hầu đồng hầu cốt, bói chân gà, xem quẻ thăm. Đây thực chất cũng là một loại hình kinh doanh. Hành tẩu giang hồ hoàn toàn dựa vào cái miệng ăn nói hay nói tốt thì có cơm ăn, không thì nhịn. Lục bà chia ra thành bà Mai, bà Lang, bà Mụ, mẹ Mìn, tú bà và sư bà. Trong đó sư bà là loại người đáng sợ nhất, có ngón nghề vẽ bùa nguyền thi, thỉnh thần, hỏi vận mạng vô cùng tà dị. Nghe đâu còn có thể câu thông với thần tiên trên trời, ác quỷ dưới địa phủ. Lý Mặc vừa nhìn thấy người bước từ trong lều liền nhận ra ngay đó là một sư bà. Thời kỳ này con người ta rất chú trọng đến phép tắc và lễ nghĩa. Cho dù nghèo đến rớt mùng tơi, là loại khố rách áo ôm mặt hạng, nhưng chút lễ nghi này không thể nào thiếu được. Lý Mặc vội vàng bước tới thỉnh an sư bà. Con là thợ săn lên núi đặt bẫy kiếm chút cơm. Đi tới thung lũng này chợt thấy có cái lều nhỏ. Chân tay đã sớm mệt mỏi dã rời nên mới định bước vào nằm một chút. Vốn tưởng rằng trong lều không có người. Không nghĩ tới thì ra là lão nhân gia ngài đang ở đây nghỉ ngơi.
thật là làm phiền ngài rồi. Con người trần mắt thịt không thấy núi Thái Sơn, xin ngài chớ của trách. Nói xong, hắn định bụng hỏi sư bà xin một miếng nước, nếu có thể thì liền xin thêm chút lương khô nữa, như vậy thì còn gì bằng. Sư bà hướng ánh mắt lên Lý Mặc, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn trái sang phải, cứ như hỏa nhãn kim tinh đang soi yêu quái vậy. Một lúc lâu sau, sư bà vẫn im bặt không nói một lời, chỉ ngoắc tay về hắn, rồi xoay người bước trở lại lều. Lý Mặc trong lòng tự nhủ, lão thái thái đây phải chăng ý bảo mình đi theo? Vậy là thật không uổng công nãy giờ tốn bao nước bọt nói lời hay ý đẹp, không chừng lại được một bữa ăn no. Hắn không thèm nghĩ nhiều nữa, lập tức nhấc chân đi theo vào bên trong lều. Vừa mới bước vào trong lều thì Lý Mặc liền chau mày. Không gian bên trong vừa bẩn lại vừa tồi tàn, thật không còn gì để nói. Đầu đầy thoang thoảng một mùi hương hết sức ghê người. Chợt thấy lão thái thái không biết từ đâu bưng ra một chén cháo loãng đưa cho Lý Mặc uống. Lý Mặc đã rất lâu rồi không có một cái gì bỏ vào bụng. Nhìn cái chén mà lão thái thái đưa toàn chỉ là cháo loãng, lõng bõng một vài hạt gạo. Nhưng có còn hơn không. Lập tức đem chén cháo này uống một hơi hết sạch, còn tiếc nuối liếm thêm chút cháo thừa ở đáy bát. Sư bà nãy giờ vẫn một mực bên cạnh hắn, lúc này mới thở dài và nói. Ngươi nhìn còn trẻ, lại có chút hiểu biết lễ phép, không giống như đám nông dân bẩn hàn, tại sao lại để bị đói thành ra như vậy? Lý Mặc vội vàng buông chén cháo xuống, đặt sang một bên, lấy tay áo lau quả miệng, rồi một mực cùng kính thưa. Lão nhân già, chén cháo này của ngài đã cứu lấy mạng nhỏ của con. Ngài hỏi thì con xin thành thật trả lời, không dám dối ngài. Hắn vừa húp xong chén cháo cũng gọi là được chút hồi sức, liền đem hết nỗi khổ tâm, ấm mức cất giấu trong lòng mấy lâu nay ra hồi tưởng lại. Trước tiên là màn sụt sùi kể khổ, hắn kể cho lão thái thái chuyện tổ tiên hắn hồi trước là khai quốc công thần, con cháu nhiều đời được hưởng lộc vua, mỗi tội đến đời hắn thì không còn được nữa. Cha mẹ song thân thì vừa qua đời, bằng hữu thân thích thì đều bỏ hắn mà đi, hàng xóm xa lánh ghẻ lạnh, rồi đến chuyện hắn phải chịu nhiều khổ cực như thế nào, đã thế vận số còn đen đủi ra sao, phải dựa vào cái bẫy kẹp tổ tiên để lại mà lên núi sâu xuống nước độc để kiếm sống. Nhưng cũng chỉ được bữa nay là bữa mai mà thôi. Ngài nói xem, người ta đều là do cha mẹ sinh ra, phụ mẫu nuôi dưỡng, đều cao thấp ngắn dài giống nhau, chẳng ai hơn ai cái gì. Vậy cớ sao có người sinh ra được hưởng vui lạc thú, chẳng phải lo chuyện ăn uống sống nhàn hạ cả đời, trong khi đó có người lại phải cả ngày bôn ba vất vả, có khi còn chết đường chết chợ vì đói vì rét. Lý Mặc càng nói càng ủy khuất, mắt còn rưng rưng như thật, nhưng tuyệt đối không đả động gì đến việc hắn vốn là kẻ ham ăn, lười làm. Đợi hắn đem mấy cái văn ôn nghèo kể khổ đã cũ dích ấy nói xong một lượt, sư bà mới kỳ kỳ quái quái mở lời. Người nhà cũng không cần phải oán trách như thế làm gì, sinh tử có số mà phú quý thì do trời. Một người hoặc giàu hoặc nghèo đều đã sớm được quyết định từ khi còn là bào thai. Nếu người định trước đã là mệnh nghèo hèn bất phú thì cho dù có gặp cơ duyên xảo hợp để người thoát nghèo trở nên giàu sang thì cũng phải hao tổn không ít tuổi thọ. Ngươi nói xem, liệu có đáng không? Đừng nhìn Lý Mặc tuy giờ đã rơi xuống tầng lớp nghèo mạt hạng đáy cùng của xã hội. Hắn thực ra không hề ngốc, cũng đã nghe ra ít nhiều hàm ý chứa trong lời nói của sư bà kia, vội nói. Sư bà có chỗ không biết, giống như con đây vốn sinh ra số mạng đã định sẵn trở thành một người khổ cực. Bữa nay còn chưa lo xong, nói gì đến bữa mai. Hôm nay suýt nữa thì chết đói, tự nhiên gặp được ngài ban cho một chén cháo, tức là ông trời đã mở một mắt tha cho cái mạng này chưa phải xuống địa phủ trình tên. Bây giờ rời khỏi đây con cũng không biết đi đâu mà kiếm cơm tiếp, nói không chừng ngày mai cái thân này đã nằm gọn trong bụng thú hoang sói dữ. Vậy con phải nghĩ nhiều làm chi cho nhọc thân. Ngài đừng nói muốn phát tài phải chịu hao tuổi thọ, con xin nói thực lòng một câu, giờ chỉ cần ngài cho con được ăn một bữa cơm trắng với thịt lợn, rồi muốn làm gì cái mạng nhỏ này con cũng xin nguyện ý. Nói xong những lời này, hắn e dè liếc mắt quan sát sư bà, chỉ thấy khóe miệng sư bà khẽ động, thật giống như muốn nói gì đó, nhưng lại thở dài một hơi rồi khoát tay. Người tuổi trẻ còn nông nổi bồng bột, không biết sự đời nông sâu ra sao, ngẩng đầu ba tấc có thần linh soi xét, chớ có đem mạng sống ra nói linh tinh. Lý Mặc càng nghe càng thấy trong lời sư bà này có ẩn ý gì đó, nói thế thì khác quái gì đang câu dẫn thằng này, cho nên lại cố nói. Sư bà, ngài có phải là không tin lời của con nói có phải không? Con nói thật với ngài lần nữa, đừng xem con nghèo hèn như này, thế nhưng lời nói ra lại rất có trách nhiệm. Lý Mặc này xin chỉ thiên hướng địa mà lập lời thề, trời xanh trên cao, hoàng thổ dưới đất,
Nếu như có một ngày để cho Lý Mặc tôi được hưởng cảm giác vinh hoa phú quý, tiền bạc đầy túi, thì có muốn lấy đi bao nhiêu tuổi thọ, tôi cũng xin cam tâm tình nguyện. Sư bà nhìn chằm chằm Lý Mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Xem ra thiên ý sớm đã sắp xếp như thế rồi, để ngươi hôm nay gặp được ta ở đây. Đã như vậy thì lão thân này cũng đành nghe theo ý trời mà thành toàn cho ngươi. Mau lại đây xem thứ này. Nói xong bà ta liền thò tay ra phía sau lưng, lấy ra một cái túi nhỏ rồi đưa lên để trước mặt. Thứ mà lão bà vừa lấy ra từ sau lưng nhìn qua chỉ giống một cái túi vải thông thường. Lý Mặc đưa lên trước mắt ngắm ngắm nghía nghía mãi cũng chẳng nhận ra cái thứ đồ chơi này có điểm gì đặc biệt hay hiếm lạ cả. Liền đặt xuống bàn, chợt nghe bên trong vang lên tiếng rào. Cảm giác nặng trĩu như chứa rất nhiều thứ gì đó. Lý Mặc lại cẩn thận cầm lên, nhìn thêm một lần nữa. Cái túi không còn trống rỗng như lúc đầu nữa, mà bắt đầu căng phồng lên. Bên trong không biết là đựng đồ vật gì. Sư bà thấy Lý Mặc ngạc nhiên thì liền giải thích cho hắn nghe. Ta có một cái túi này, bên trong chứa chút tiền lẻ. Thấy ngươi đáng thương như thế thì đành mủi lòng, thành toàn cho ngươi. Nói là tiền lẻ nhưng cũng không hề ít đâu. Ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy, đừng có ngại. Lý Mặc không dám tin ở tai mình. Không ngờ tới thì ra lão thái thái này lại là một vị thần tài. Mà không đúng, không phải là thần tài gia, mà là thần tài nương nương. Thì ra ngài là thần tiên hạ phàm xuống dựng lấy một căn lều giữa rừng, chờ người hữu duyên tới để tặng tiền giúp họ đổi đời. Thật là tốt quá. Đang suy nghĩ linh tinh, chợt Lý Mặc lại nghe sư bà kia nhắc nhở. Nhưng mà ta phải nói cho người biết, tiền cũng không phải là lá đa, chứ có tham lam mà lấy hết sạch. Ngươi nên nhớ rằng càng lấy nhiều thì tuổi thọ càng phải đánh đổi nhiều. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận đi đã. Nửa câu sau này liệu Lý Mặc có nghe thấy không? Nghe, tất nhiên là nghe thấy rồi. Mỗi tội chỉ ngấm lấy có ba từ. Lấy tiền, không lấy hết, giảm tuổi thọ. Có thể giảm được bao nhiêu cơ chứ? Chủ yếu là lấy được bao nhiêu mới là quan trọng. Quan tâm đếch gì giảm ba tuổi mất đi. Hắn không thèm để ý nhiều nữa. Lúc này thì hai mắt mở căng ra, nhìn chằm chằm vào cái túi tiền, như một con thú đói đang nhìn miếng mồi ngon lành trước mặt vậy. Trong lòng vẩn vơ suy nghĩ trong cái túi căng phồng kia có thật là tiền không nhỉ? Là bạch ngân hay ngân phiếu hay thậm chí là vàng thỏi? Trên đời lại có chuyện tốt như vậy sao? Hắn nhìn sư bà một chút, trong đầu nghĩ. Dù sao thì cũng nghèo hèn quá rồi. Bảo ta lấy thì ta cứ lấy, sợ quái gì? Hắn liền thò tay vào trong. Mẹ nó chứ, tiền, đích thị là tiền rồi. Cuống quýt lôi ra xem. Trời ạ, là một khối bạch ngân thượng hạng, hàng thật luôn. Đi đến nơi nào mà moi ra vài cục như thế này cũng sẽ khiến người ta phải há hốc mồm, mà bên trong cái túi kia lại đầy ắp từng khối một. Hắn lấy ra thêm một khối bạch ngân nữa, mân mê trong tay, như nhớ ra điều gì đó, liền đưa lên miệng cắn thử một cái. Bốn dấu răng hiện lên mờ mờ, hắn lại thổi thổi vài cái, rồi thả xuống bàn kiểm tra độ vang. Không sai, đây tuyệt đối chính là bạch ngân nguyên chất. Lý Mặc quay sang hỏi sư bà, liệu con có thể lấy thêm vài khối nữa có được không? Sư bà nói, ta vừa nói rồi đấy, lấy bao nhiêu thì tùy ngươi, sau này tiêu hết lại có thể tới đây tìm ta. Lý Mặc vỗ đùi cái đét, hiểu. Ngay sau đó liền vơ lấy một vốc đầy, nhét chặt hai ống tay áo, rồi nắm chặt lại, kẻo rơi thì uổng lắm. Lúc này chỉ thấy hai tay áo hắn căng phồng, xong xuôi Lý Mặc bèn quỳ xuống trước mặt sư bà, dập đầu liên tiếp mười mấy cái choáng váng cả mặt mày. Sư bà nhìn hắn nói, không cần dập đầu làm gì cả. Vẫn là câu nói cũ, hai chúng ta còn như hữu duyên với nhau. Túi tiền kia là của ngươi, khi nào cần cứ tự nhiên mà tới lấy. Lý Mặc đáp lại một tiếng rồi vội vàng bước ra khỏi lều. Ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc trời hãy còn chưa tối, bây giờ vẫn là ban ngày. Chắc không phải là mơ đâu. Mà nếu đã không phải là mơ, vậy quả là ông trời thật có mắt xót thương cho chúng dân nghèo. Lý Mặc ôm lấy đống tiền vừa lấy được, lò dò xuống núi. Hành trình trở về phải nói là rất khó khăn, té lên té xuống mấy lần. Chân tay mặt mũi rứt sẹo hết cả, thế nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn gì hết. Vất vả lắm mới lết được đến chân núi. Hắn tìm một tảng đá ngồi nghỉ chân. Như chưa tin vào những điều gì xảy ra, hắn tự véo mình mấy cái thật mạnh vào má. À, đau quá. Đau đến nỗi nhe cả răng, một bên suýt xoát xoa. Còn một bên hí hửng mãi không thôi. Thật không phải là nằm mơ gì hết.
Vừa nghĩ đến đây, trong bụng hắn lại sục sôi vì đói. Bao lâu nay chưa được một bữa no tử tế ra hồn, một chén cháo loãng còn chẳng đủ để lót dạ. Phải tìm xem có quán ăn nào gần đây không, bảo đánh chén một bữa đã. Hắn lập tức nắm cẩn thận tay áo, sải bước đi tìm một quán ăn. Các quán ăn ngày xưa đều dùng cờ xí để thay cho biển hiệu. Nếu chỉ thấy treo một cái cờ thì đó là quán ăn nhỏ, bán đủ loại, bánh bao, mì sợi. Nhưng chung quy chỉ toàn là đồ ăn bán cho tầng lớp chúng dân thấp hèn trong xã hội. Thứ nhất là để giải quyết khâu đói, thứ hai là phải nhanh và tiện. Chỉ cần một miếng liền có thể chén xong luôn. Lão Bách tính ăn xong còn phải đi làm chứ thời gian đâu mà rảnh rang. Quán ăn treo hai lá cờ. Vậy là bên trong thực đơn sẽ có rau xanh và canh, có thức ăn nóng nguội tùy ý, còn có cả rượu gạo đun trên bếp lửa nữa. Treo bốn lá cờ thì thôi, gọi luôn là đại tửu lâu đi. Cái gì mà thú vật trong núi, yến nhạn trên trời, đầu khỉ, tổ yến, vây cá mập, tay gấu, sò khô, sừng hươu tươi. Mẹ nó chứ, sơn hào hải vị, không gì là không có, chỉ sợ người không nghĩ ra thôi. Ngày trước, có thể bước vào quán cơm nhỏ mà gọi một tô mì không người lái. Đối với Lý Mặc mà nói, chẳng khác gì là ăn Tết. Có quán cơm treo hai lá cờ hiệu ngoài cửa, ngay cả nhìn thôi, hắn cũng không dám. Hôm nay thì mọi chuyện đã khác rồi. Trong tay hắn giờ cầm thật nhiều là bạch ngân. Hai cái thứ quán cơm rẻ tiền kia hắn đếch thèm quan tâm nữa luôn. Trực tiếp khệnh khạng bước vào một đại tửu lâu. Quả thật là đúng với câu, người là anh hùng, tiền là ruột gan. Lý Mặc cũng thừa biết bọn hầu bàn tiểu nhị ở mấy đại tửu lâu đều là mấy thằng ôn con, chuyên nịnh hót xun xoe. Nhìn người mà tiếp đón, thấy người khố rách áo ôm chẳng có tư cách đại gia mà đi vào trong tửu lâu. Còn chưa đợi người ngồi ấm mông, bọn chúng liền một cước đạp bay ra khỏi cửa. Cho nên Lý Mặc vừa mới tới ngồi xuống, việc đầu tiên là lấy ra vài khối bạch ngân đập xuống bàn để ra hiệu đã. Tiểu nhị chợt phát hiện có kẻ ăn mày to gan bước chân vào đây, vội chạy tới định đuổi đi. Bỗng thấy vị đại gia ăn mày kia móc từ trong ống tay áo ra mấy khối bạch ngân vỗ vỗ, hai từ cút ngay, còn chưa kịp bay ra khỏi miệng liền bị nuốt lại, tí thì nghẹn. Vẻ mặt ngay tức khắc thay đổi, cười toe toét, trông rất đáng yêu. Ai u, lão tổ tông của tôi ơi, ngài mới tới à. Lý Mặc lúc này mới nói muốn uống rượu với Chu Thức Nhắm, lâu ngày trong bụng hắn đã chẳng có tí dầu tí muối nào rồi, toàn phải nhặt quả rừng rau dại nhai tạm. Trước hãy cứ đưa tới nửa cân rượu trắng, một đĩa đậu phộng rang muối đã. Xong lại gọi thêm bốn món nóng, chân giò sốt mật ong, súp cá hầm bảo ngư, tôm hấp chanh xả, canh gà tần thuốc bắc. Các bạn chớ quên, tổ tiên hắn trước kia đã từng ăn không ít lộc của vua, thưởng thức qua không ít mỹ vị, cho nên Lý Mặc cũng gọi là biết món nào ngon, món nào dở. Lại nhìn cái dáng ăn của hắn, hai tay liên tục gắp, miệng nhai nhồm nhòa, răng dính đầy thịt mỡ, trông cứ như thuồng luồng hà bá vậy. Đến nỗi mà cúc áo trước, cúc áo sau, cứ lần lượt tung ra từng cái một. Ăn xong hãy còn liếm sạch cả đĩa, vét bóng cả bát. Tiểu nhị đứng một bên phục vụ, nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Vị tổ tông này kiếp trước liệu có phải là quỷ đói vừa mới được đầu thai hay không? Cái bộ dạng này là cái kiểu cả nghìn năm chưa được ăn cái gì rồi á. Sau khi đánh chén một bữa no say xong, Lý Mặc thỏa mãn lau cái miệng đầy mỡ rồi nghênh ngang đi ra ngoài. Tiếp theo hắn sẽ tìm một cái nhà tắm. Lâu ngày lăn lộn núi rừng, chân tay mặt mũi đều dính đầy đất cát bẩn thỉu, phải kỳ cọ một hồi cho thật thống khoái mới được. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, tiện thể cạo luôn đống râu ria lởm chởm, hắn tiếp tục đi đến một cửa hàng bán y phục khá nổi tiếng, trực tiếp mua lấy một thân trang lộng lẫy, từ đầu đến đít thay đổi hoàn toàn khiến cho không ai có thể nhận ra một Lý Mặc nghèo đói ngày xưa nữa. Thật đúng là người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì dây cương. Vốn nhẽ Lý Mặc chính là xuất thân hoàng tộc, nhưng do hoàn cảnh mà xuống dốc không phanh, mãi tới tận bây giờ mới lại được mặc gấm lụa lên người, khiến cho luồng thần khí tinh quang của tổ tiên dường như đã trở lại trên người hắn một lần nữa. Đám hồ bằng cẩu hữu năm nào còn xa lánh hắn, thế mà giờ thấy Lý Mặc phất lên, ra tay lần nào hào phóng rộng rãi lần ấy, đều lục tục tới tìm hắn ôn lại chuyện xưa, nối lại giao tình, thật là một lũ cơ hội giả tạo. Liền mấy ngày trời khắp các tửu lâu vang lên tiếng cụm ly nâng đũa của bọn chúng. Không cần biết có mấy người ăn, cứ đến là gọi ra một bản yến tiệc với đủ món trên trời dưới đất, ăn uống no đủ thì kéo nhau tới sòng bài đốt tiền, hoặc chui vào kỹ viện thưởng hoa ngắm nguyệt. Ngày nào cũng thế từ sáng tới tối, tiền trong túi Lý Mặc cũng đã sắp cạn. Hắn cảm thấy hối hận, tự trách mình tại sao ngày ấy không lấy nhiều hơn thêm vài khối bạch ngân nữa chứ.
Số tiền lần này mang về ăn vài bữa thì còn tạm, chứ để ăn cả đời thì chắc chắn là không đủ. Hôm qua ăn thì hôm nay cũng phải ăn, chứ nhịn được bữa nào. Hắn nghĩ mãi, giờ chỉ còn mỗi cách là phải lần nữa vác xác lên núi tìm lại được căn lều ngô dựng giữa thung lũng nọ, rồi vào trong dập đầu với sư bà thì mới mong có tiền tiêu xài tiếp. Nhưng trong đầu hắn chợt hiện lên một đống câu hỏi, nếu giờ lại tới lấy tiền trong cái túi vải thần kỳ kia, thì liệu có thể xảy ra hậu họa như thế nào? Nói là sẽ hao tổn tuổi thọ, nhưng không biết hao tổn kiểu quái gì nhỉ? Lần này cầm tiền trong tay, tuy rằng mới vài ngày đã tiêu sạch bách, nhưng được cái cuộc sống so với thần tiên, tiêu diều tự tại, sung sướng thoải mái hơn là cái chắc rồi. Thường nói cầm tiền đổi mạng thì ra ý tứ chính là như vậy. Cho dù phải sống ít đi 1-2 ngày, ta đây cũng không tính chịu thiệt gì cả. Thà nói ăn bữa này kệ bữa sau, còn hơn bữa nay có, bữa sau có, nhưng toàn là cơm hầm cháo thiêu. Việc quái gì phải khổ sở như thế cho nhọc thân. Cứ sống ung dung thoải mái được bao nhiêu năm thì hay bấy nhiêu. Hãy nhìn ta xem, sau khi có tiền, cuộc sống liền quá là thoải mái. Vinh hoa phú quý giờ nắm gọn trong lòng bàn tay. Không nói đến mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp, mà quan trọng nhất là ánh mắt của bọn người kia nhìn ta. Bây giờ so với lúc trước đã không còn giống nhau. Cả mấy em gái trong kỹ viện thấy ta là liền xuống vào định nọt xoắn xít, oanh oanh yến yến vây quanh, phục vụ còn chu đáo hơn cả đối với tân nương sắp về nhà chồng. Cuộc sống như thế mới đáng gọi là sống, đáng để trải qua chứ. Lý Mặc lúc ở nhà thì kiên quyết đến nơi phải hỏi sư bà cho rõ, nhưng vừa mới lên đường thì liền quên sạch luôn. Trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ, sau khi có tiền rồi thì sẽ ăn cái gì, chơi đùa với cô nương nào mà thôi. Vất vả mấy ngày cuối cùng cũng tới được căn lều kia. Vừa bước vào bên trong, trông thấy túi tiền của sư bà vẫn trên bàn như lần trước, hai mắt hắn lập tức sáng rực, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp thò tay vào lấy bạch ngân. Sau khi tiền đã nhét đầy cả người, Lý Mặc vội vàng rời núi để còn đi tiêu tiền ngay cho nóng. Thật phải nói là tiền kiếm càng dễ thì tiêu càng nhanh, chẳng mấy chốc đã lại hết sạch tựa như nước chảy mây trôi. Có bao nhiêu bạch ngân đi chăng nữa cũng chẳng đủ cho hắn phung phí hoang xài, bất đắc dĩ lại phải mò tới căn lều ngô kia để bổ sung thêm tiền vậy. Thịt thà ăn suốt ngày, rượu chè tu suốt tháng, quán ăn nào hắn cũng từng thử qua, cao lương mỹ vị nhai nhiều đến phát ngán thì chuyển qua màn thầu, sủi cảo hay mì sợi. Bước chân ra khỏi cửa, một thân ni phục lộng lẫy chỉnh tề, cứ 2-3 ngày lại đổi bộ khác đắt tiền hơn. Nếu chỉ tiêu vào ăn và mặc thì còn đỡ, đằng này hắn còn bao nguyên cả kỹ viện, chơi gái đánh đĩ suốt ngày, chán chán thì đi đánh bài, hút thuốc phiện. Đừng nhìn vị đại gia này mặc dù bản lĩnh tự mình kiếm tiền không có, nhưng thủ đoạn tiêu tiền thì cứ phải gọi là rất cao minh. Cho dù có đặt trước mặt hắn cả một núi vàng lớn thì cũng chẳng mấy chốc sẽ không còn một chút nào. Lý Mặc từ ngày ấy vào núi như đi chợ, hết lần này đến lần khác. Có tháng hắn còn vào núi tới 5-6 lần, chỉ vì một mục đích duy nhất là moi tiền trong túi của sư bà, về để tiếp tục ăn chơi nhảy múa. Không hiểu sao tiền trong túi cứ như tự sinh ra vậy. Lý Mặc mới đầu còn để ý đến chút lễ phép, lần nào lấy tiền xong cũng dập đầu chắp tay trước sư bà tỏ ý cảm ơn. Sau này thì cứ lấy đủ tiền là té thẳng luôn, chẳng thèm dập đầu chi nữa, ngay cả mở miệng thưa gửi một câu cũng không. Hắn còn đang vội về với em nào trong kỹ viện rồi. Sư bà thấy thế cũng chẳng ý kiến gì, chỉ đứng sang một bên, nhìn hắn mà cười nhạt. Rồi cho đến một ngày nọ, Lý Mặc sau khi cơm no rượu say chán chê, liền quen chân mò tới sòng bạc đốt tiền như mọi ngày. Người ta nói cờ bạc lừa đảo nuôi ta lớn, bờ đê vẫy gọi đón ta về. Sòng bạc là nơi như thế nào chứ? Kỳ thực, bên dưới tay mỗi người đứng cái đều có lắp một cơ quan bí mật. Khi ngươi lần đầu tới chơi, hắn sẽ để ngươi thắng thông mấy ván, khiến ngươi cảm thấy kiếm tiền thật dễ dàng, càng chơi càng nghiện, mạnh dạn đặt nhiều hơn. Chỉ cần có như thế, nhà cái liền lật mặt, khiến ngươi thua rúi rụi. Mặc ngươi có bao nhiêu vàng bạc châu báu đi chăng nữa, chỉ với một cái bảo hộp với 3 con xúc sắc xinh xinh, cũng đủ làm cho ngươi phải tán ra bại sản. Lý Mặc ở trong sòng bài thua lên thua xuống đến cái quần duy nhất để mặc cũng cầm cố hết cả rồi. Hắn trong đầu lại nghĩ đến việc vào núi tìm lều ngô để lấy tiền để gỡ gạc lại số đã mất. Sắc trời cũng không còn sớm nữa. Lý Mặc vội vàng cắm đầu cắm cổ mà đi. Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy đoạn đường núi vốn đã đi nhiều lần, mà sao hôm nay lại khó như vậy. Mới đi được có một lúc mà đã thấy đầu óc choáng váng, mặt mày xây sầm, hai mắt lờ đờ, trong miệng khô khốc, mồ hôi vã ra như tắm. Hít vào, thở ra rất khó nhọc. Lý Mặc tự trấn an bản thân. Hay ra, chắc là do đợt này đi đánh bạc nhiều quá, mấy hôm rồi chưa được ngủ lấy một giấc, đâm ra cơ thể suy nhược.
mới đi chưa được bao xa mà giờ đã không thể thở nổi ra hơi gì này. Lần này lấy được tiền phải về ăn uống tầm bổ thêm mới được. Nghe nói nhân sâm ướp đường đỏ đang là thứ thần dược bán chạy nhất hiện nay. Chắc phải nhờ người tìm mua lấy chục cân về để uống dần mới được. Lý Mặc vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh nhiều thứ, cũng không để ý phía trước đang có người đi đến. Liền trực tiếp đụng phải một cái thật mạnh. Hắn lập tức nổi đóa, tức giận đi lên túm vai người kia. Cậy mình là người có tiền nên lớn tiếng. Ai? Đi đứng kiểu mẹ gì thế? Mày mù à hay mắt mọc đầm đít rồi? Đường đông như vậy mà còn cố tình va phải ông mày. Ngươi có ý gì hả? Lý Mặc vốn chỉ định nói thế rồi đi tiếp. Không ngờ người kia cũng dừng bước, nhìn chằm chằm vào hắn. Hỏi ngược lại. Ngươi đang định đi đâu đấy? Lý Mặc vội đi lấy tiền, bị hỏi như vậy liền nổi nóng. Ngươi đụng phải bổn đại gia đây mà không thèm xin lỗi lấy một câu, lại còn dám hỏi đại gia đi nơi nào. Cẩn mẹ nó chứ. Đây đi đâu thì liên quan đất gì tới nhà ngươi? Nói xong hắn giơ tay lên, gạt người kia sang một bên, định tiếp tục đi kẻo muộn. Vị kia liền lấy trong tay ra một cây phất trần, rồi đột nhiên vung tay lên một cái, đập lên đỉnh đầu Lý Mặc. Còn chưa gõ xong, bỗng hô to. Chớ có đi, ta thấy ấn đường của ngươi đang dần chuyển thành đen. Cái chết đang ở ngay trước mắt. Lý Mặc vốn là kẻ sợ thần sợ quỷ, mê tín dị đoan cực độ. Không biết người phía đối diện có ý gì với mình. Chỉ thấy bất thình lình bị vật gì đó gõ lên đỉnh đầu mấy phát. Lại nghe nói như vậy, toàn thân bất giác đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác hoa mắt chóng mặt lúc trước liền biến mất. Hai mắt đã tinh tưởng trở lại. Hít thở cũng được dễ dàng, thoải mái hơn trước rất nhiều. Lý Mặc bèn ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ người đứng đối diện. Người này thì ra là một đạo nhân. Khoác trên người một chiếc trường bào màu xanh đậm, trên lưng đeo kiếm, tay cầm phất trần. Nhìn qua đã siêu phàm thoát tục. Lý Mặc nhìn kỹ lại thì vừa rồi chính cây phất trần này đã gõ vào đầu. Lý Mặc mặc dù bị vụt thẳng lên đỉnh đầu, tiếng va chạm cũng không nhỏ. Ấy thế mà ngược lại chẳng thấy đau một chút nào. Lý Mặc lập tức nhận ra người này chẳng phải là hạng tầm thường. Vị đạo trưởng hỏi Lý Mặc, ngươi đi vào núi làm gì? Ta nhìn ấn đường của ngươi đang đen dần lại, ánh mắt thì vô thần, môi nẻ răng khô, nguyên thần tàn dã, nhất định là đã trêu chọc phải thứ gì không nên rồi. Chỉ sợ là không sống được qua mấy ngày nữa đâu. Lý Mặc vừa nghe thấy vị đạo trưởng nói như vậy thì lúc này hai chân đã mềm ngoặt, không dám giấu giếm gì hết, đem chuyện hắn lên núi để đặt bẫy kẹp ra như thế nào. Tại sao lại gặp được sư bà ở trong một căn lều ngô giữa thùng lũng hoang vắng? Ngay cả việc hắn cứ 2-3 ngày lại tới lấy tiền một lần cũng kể ra, không nói dối nửa lời. Kể rõ ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện cho vị đạo trưởng kia nghe. Vị đạo nhân nghe xong sắc mặt trầm xuống. Không tốt rồi, người đây là bị cửu vĩ hồ ly làm cho mê hoặc mà thành ra như vậy. Lý Mặc nghe thấy 4 chữ cửu vĩ hồ ly, xém tí nữa, đái cả ra quần. Trước kia hắn luôn mồm nói cần tiền chứ không cần mạng. Kỳ thực đều là do lúc ấy nghèo quá, chẳng còn gì để mất nữa. Thành ra mới dám mạnh miệng to mồm nói những lời như vậy. Chết tử tế còn không bằng sống lay lắt. Hắn bỗng phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt đạo trưởng, cầu cứu. Vị đại tiên này, tôi van xin ngài. Cái này không thể trách tôi được. Đều do tôi bị con mụ kia che mắt nên mới tin vào chuyện hoang đường do nó dựng nên. Tôi vừa nhìn thấy, đã biết ngài là một người rất có bản lĩnh à. Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy hai chân vị đại tiên kia, khóc lóc, mếu máo, trông rất đáng thương. Vị đạo trưởng nhận thấy Lý Mặc bị hồ ly mê hoặc. Đồng thời, ông trong lòng cũng biết, thứ mà Lý Mặc gặp phải có đạo hạnh không nhỏ, đã có thể hóa được thành hình người. Vậy chính là cửu vĩ hồ ly rồi. Hồ ly mỗi khi tu luyện được 100 năm liền sẽ mọc thêm một cái đuôi nữa. Tu được đến tận 9 cái coi như cũng đã gần thành 9 quả. Mà 9 cái đuôi này được gọi là cửu cung chi linh. Cửu cung là gì? Chính là 9 phương vị trong phong thủy. 1 cung khảm, 2 cung khôn, 3 cung chấn, 4 cung tốn, 5 cung trung, 6 cung càn, 7 cung đoài, 8 cung cấn, 9 cung ly. Linh khí tu luyện được hội ra thành 9 phương vị trong thiên địa. Mỗi phương vị phải mất 100 năm tu hành, xem ra nó cũng không hề dễ dàng chút nào. Hơn nữa, sau khi đạo hạnh tích lũy đã khá đủ rồi, nó cũng không thể nói biến là liền biến ra được luôn, mà còn phải trải qua một công đoạn khác nữa. Nếu như nói muốn thành phụ nhân thì phải đi tìm một bộ hài cốt phụ nhân đã chết,
gỡ lấy cái đầu lâu, đợi đến đêm trăng rằm, đem cái đầu lâu đó đội lên trên đầu mình, hướng về phía ánh trăng mà quỳ lạy hạ bái. Nếu đạo hạnh không đủ, vậy sẽ không thể nào biến hóa được. Đầu lâu đội trên đầu sẽ rơi xuống ngay. Còn nếu chân chính lại được 77-49 lần mà đầu lâu vẫn không rơi, thì lập tức biến ra được thành hình người. Gặp tăng thì giả làm Phật, gặp đạo thì tự xưng là tiên, lừa người ta quỳ bái cung phụng nó. Bất quá kiểu vĩ hồ ly còn phải trải qua một đại kiếp tai ương. Đại kiếp là gì? Thiên địa vạn vật số mệnh đều đã định đoạt từ trước. Nếu được sinh ra sẽ sinh ra, nếu bị chết đi thì sẽ chết đi. Nếu như cố tình muốn thoát khỏi số mệnh định trước, lúc phải chết lại không chịu chết, vậy sẽ thành yêu ma tác quái, khiến trời thiên địa bất dung. Cho nên mấy loại quỷ hồ này thường thường đều không tránh khỏi lôi phạt thiền kiếp, tan thành mây khói. Con kiểu vĩ hồ ly này tìm cách mê hoặc Lý Mặc, để cho lão đổi tuổi thọ lấy tiền trong túi, coi như là bắt người đổi mạng tiêu trừ tai kiếp cho nó. Vị đạo trưởng mặc dù có thể nhìn thấu nhưng cũng không dám trực tiếp ra mặt, nếu không, e rằng con hồ ly kia sẽ sợ mà chạy mất. Vị đạo trưởng chủ ý: "Người nhà, cứ làm theo như thế này, nói theo như vậy, may ra mới mong cứu lấy được cái mạng trở về." Lý Mặc hết thảy đều không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời của vị đạo trưởng kia. Vẫn như mọi lần vào núi tìm được căn lều ngô đầy quỷ quái kia. Sư bà vừa thấy hắn liền cầm cái túi rồi chỉ tay vào nói: "Ngươi muốn lấy bao nhiêu cứ thoải mái mà lấy đi." Lý Mặc hôm nay vừa mới bước vào lều lập tức cảm thấy toàn thân từ xương cột cho đến đỉnh đầu đột nhiên tê dại. Hèn chi trước giờ cứ ngửi thấy trong lều này có mùi gì rất kỳ quái. Thì ra chính là mùi khai thối của con hồ ly này. Hắn lần này không dám thò tay vào lấy tiền như mọi lần nữa. Trong lòng lúc này rất rõ ràng, mạng sống còn quan trọng hơn tiền. Quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục: "Sư bà tha mạng, sư bà tha mạng." Sư bà hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đã biết rồi sao? Ngay từ đầu lão thân đã nói với ngươi rồi. Ngươi lấy đi bao nhiêu tiền thì phải để lại bấy nhiêu tuổi thọ. Mọi lần ngươi đều lấy tiền thoăn thoắt chẳng thèm suy nghĩ, tại sao hôm nay lại nói không muốn chết nữa?" Lý Mặc nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt van lản: "Bẩm sư bà, có một câu này người ta thường hay nói, đến con kiến hôi còn muốn sống, huống chi là con người. Con biết cái mạng nhỏ này của con chẳng đáng gì cả, xin ngài nương tay ạ." Sư bà hắc hắc cười: "Này chàng trai trẻ, thứ nhất là ta không có ép cậu, thứ hai là cũng không đánh ngươi. Lúc trước ta đã sớm nói hết cả rồi. Lúc này nhà ngươi rượu cũng đã uống, thịt thì cũng đã ăn, kỹ viện thì cũng đã được dạo qua nốt. Tiêu xài tiền của ta chán chê giờ lại muốn đổi ý, sợ rằng còn khó hơn lên trời đấy." Lý Mặc vội làm theo lời vị đạo trưởng đã dặn lúc trước, nói với sư bà: "Xin ngài hãy để cho con một con đường sống, con cũng sẽ không dám ăn không của ngài. Ngày hôm trước, con có mua lấy một đứa về làm vợ, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Chỉ cần ngài tha cho con tội chết, cái mạng này của vợ con xin dâng cho ngài, tuy ngài định đoạt. Chúng ta một mạng già đổi lấy một mạng trẻ, ngài thấy thế nào ạ?" Sư bà suy nghĩ một chút, số tiền mà Lý Mặc lấy vẫn còn chưa đủ, ít nhất là hôm nay vẫn chưa thể lấy mạng của hắn được. Mà tiểu tử này giờ đã biết hết mọi chuyện rồi. Có bảo hắn lấy nữa, hắn cũng không dám. Nếu như lời hắn nói là thật, vậy chuyện cũng không phải là không thể đổi mạng cho hắn. Liền hỏi: "Vợ ngươi đang ở đâu?" Lý Mặc vội vàng đáp: "Dạ đang ở trong nhà con, nếu ngài không tin thì để con dẫn ngài tới xem." Sư bà tin là thật, bảo Lý Mặc đi trước dẫn đường về nhà hắn, một trước một sau dắt nhau ra khỏi núi. Đi tới dưới chân núi liền thấy một căn nhà bằng gỗ nhỏ, Lý Mặc giơ tay: "Thưa sư bà, đây chính là nhà của con, vợ con, nàng đang ở ngay trong gian đầu, ngồi may vá." Sư bà nói: "Vậy ngươi vào gọi nàng cho ta xem mặt một chút coi." Lý Mặc vội xua tay: "Úi, cô dâu vừa về nhà chồng, để cho nàng bước ra ngoài có vẻ không tiện lắm. Hay là ngài cứ tự mình vào trong, gặp nàng rồi nói chuyện với nàng xem." Dứt lời liền đi tới đẩy cánh cửa gỗ, xoay người lại: "Sư bà, con xin đem nàng dâng cho ngài." Sư bà tin lời Lý Mặc, nhấc chân bước vào bên trong. Chân trước, chân sau vừa mới đặt xuống, Lý Mặc từ bên ngoài lập tức đóng sập cửa lại. Xoạch, xoạch, rắc. Một cái khóa đồng to oạch khóa chặt cánh cửa lại, không để một sợi tóc lọt qua. Lúc này vị đạo trưởng nãy giờ vẫn nấp ở trong rừng liền chạy vội tới.
lấy ra mấy đạo linh phù trước hết dán trước cửa nhà. Sau đó khinh thân nhanh tay dán hết ba phía còn lại vào trên mái. Tiếp theo hai người đem từng bó cỏ khô đã chuẩn bị sẵn từ trước đến, rải khắp xung quanh bên ngoài ngôi nhà. Hai người sớm cũng đã bày bên trong, trên tường, dưới đất thoa đầy máu chó mực. Sư bà vừa bước vào trong liền biết ngay đã mắc bẫy. Cả phòng tràn ngập máu chó mực như này, mặc cho nó có đạo hạnh cao thâm hơn đi chẳng nữa, nhất thời cũng không thể thi triển được ra pháp thuật gì. Cửa phòng thì lại bị khóa chặt, còn có thêm linh phù trấn bốn phía, kết quả bị giam cầm trong lửa, thiêu sống luôn cùng ngôi nhà. Da thịt cháy bốc mùi hôi thối vô cùng, chuyển đi xa khắp 10 dặm 8 phương. Lý Mặc nhặt được cái mạng rách trở về, thế nhưng từ đấy về sau, nghèo lại hoàn nghèo. Chừng 30 tuổi thì bị một trận bệnh nặng rồi bỏ mạng. Giấc mộng hoàng kim một đời của hắn cuối cùng cũng không thành sự thực. Xưa nay, mỗi khi diễn ra sự kiện thay đổi triều đại, trong nhân gian đều xảy ra không ít chuyện yêu tà quỷ dị. Song ma cao một tấc, đạo cao một trượng, tà không thể thắng chính. Cho dù yêu ma quỷ quái có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ luôn có các bậc cao nhân trong huyền môn ra tay trừng trị.